Vâng, trận thi đấu thứ hai, No1 là người cầm Hiti, còn Bất Liễu Tình là người cầm Kata. Và không biết là đã có tiếng game hay chưa, các bạn có thể test lại cho tôi một chút và sau đó thì đăng comment cho tôi để tôi còn có thể biết là điều chỉnh để cho các bạn có thể có chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất. Còn bây giờ thì quay trở lại với trận thi đấu mà game thủ No1 là người cầm Hiti, còn Bất Liễu Tình là người cầm Katanian. Lợi thế về quân đã là hướng hẳn về game thủ No1 trong trận thi đấu này rồi. Hơi giật lag một chút về mạng nhưng điều này không làm cho trận thi đấu là bị gián đoạn. Và chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại màn hình máy của game thủ No1 trong trận thi đấu thứ hai. Bên kia cũng chỉ là Kata thôi. Hiti đến từ game thủ No1, bầy hươu đầu tiên cực kỳ to. Một con đê chắn sóng khá dài. Những cánh rừng đầu tiên ở đâu? Tôi đang quan tâm rằng cánh rừng đầu tiên game thủ No1 đây rồi. Ôi dừa. Không ổn cho lắm. Về cơ bản bên kia cũng chỉ là Kata thôi. Về khả năng trâu chém thì người Trung Quốc nói chung là cũng kinh khủng khiếp. Những người Trung Quốc họ vẫn chậm hơn chúng ta một chút ở thể loại random khi đánh họ bò bế nhà cửa. Về khả năng bò bế nhà cửa, Việt Nam lúc nào cũng đặt lên hàng đầu, việc giữ dân lúc nào cũng phải đặt lên hàng đầu. Những người Trung Quốc họ vẫn đang có tư tưởng, dường như tôi nghĩ rằng họ vẫn đang có tư tưởng trong đầu là dân như kiểu dân Seng vậy, chết lại sóc dân mới, quan trọng là sóc đều quân. Nhưng họ quên mất rằng là dân random là dân 50 thực, ít nhất là như vậy, không thì 75 thực. Những loại nông dân cực kỳ đắt. Và việc sóc quân khi, sau khi mà chết nhiều nông dân là không thể. Khi mà họ cải thiện được những điểm này thì có lẽ rằng đế chế Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn ở trong thời gian tới, khi mà những kèo đấu và những giải đấu lớn chuẩn bị được tổ chức diễn ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Bây giờ thì 20/24 là tham lai này đến từ game thủ No1. Có thêm voi nhưng đồ ăn như vậy là chưa đủ để kích đời. Một bầy hiếu rất to. Thêm những cánh rừng nữa dành cho game thủ No1 tương đối kín đáo đây. No1 sẽ là người đánh cung bài này một cách chuẩn chỉ nếu có được một bãi quả nữa. Gần sát đâu đây. Một bài rất kín đáo dành cho game thủ No1. Dò thêm một chút chút nữa thôi, không cần quá nhiều. Lại thêm một đôi voi ở phía bên kia thì vâng, China Bất Liễu Tình đang có một chút tạm dừng, có lẽ gặp vấn đề về chuột phím. Gold please. Yes. Vâng, như vậy là thêm một đôi voi, một bãi quả nữa. Mắc binh rồi. Tốt rồi, No1 đã có một bài Hiti xem như là mắc binh. Bây giờ thế nhà khung. BA đóng được ở vị trí hướng vào nhà của game thủ No1 luôn. Vâng, ăn một con voi ở trước BS này. Ổn rồi. Khi mà BS2 đã được thiết kế xong thì ăn ở đây cũng được. Nhà dân và kích đời ở 26 nông dân ở 8 phút hơn một chút. Vâng, hơn 600 thực thì mới kích nhưng 26 nông dân. Vậy cũng được, một bài ép thực rất tốt dành cho thủ No1. Bây giờ thì cố gắng thiết kế thêm được những chiếc BS nữa là tốt. Và sau đó thì giật nốt con voi kia về, cố gắng làm thịt hết ở đây. Bãi quả phụ nếu mà ăn, quyết định ăn thì ăn sớm, mà không thì thôi. Nghĩ rằng tránh tình trạng bên kia chọc giò khó chịu. Một bài Catanian giàu thì hoàn toàn có thể là một bài khó dành cho game thủ No1.
Đây là BB đi thôi. Đúng là BB giữa khu vực hai cánh rừng. Tốt rồi. Sau đó thì đóng hai chiếc BE. Việc đóng chiếc BM dường như là không thể. Theo mắt thường quan sát thì là như vậy. Vâng, không ổn. Cạnh BB không thể là BM. Đây là BM. Và bên cạnh BM là BA. Thiếu một chút gỗ, sóc được một nông dân nữa. Rồi, như vậy là BA cũng đã được thiết kế. Katha lên sớm hơn khá nhiều. Dường như là 23 nông dân của Katha. Lên xong nhớ xong tay. Tránh tình trạng quá mất tay. Đầu tư một cái S nữa ở cánh rừng thông phía dưới này đi. Vâng, nghĩ thêm nên thêm một chiếc BS nữa. Nâng chặt gỗ. Sau một con T và ăn hoàng bãi quả phía dưới cũng được. Nhưng nguyên thủ nó một quyết định kéo về vẽ ruộng thôi. Thôi chỉ kéo về vẽ ruộng thôi. Thôi cho nông dân ở phía trong cái đã. Thôi như vậy thì cũng được. Cố gắng ken BE và gấu gỗ 75 kia. Cho nông dân đổ thực về chiếc BG một cách... Ờ không. Vâng, đánh cung thủ phù. Hơi chắc bài đến từ cái thủ nô 1 trong tình huống này, tôi nghĩ là như vậy. Trận đấu... Đây rồi, có giò đây rồi. Con giò Katha, con tê của Hitty cũng bắn sẽ rất đau. Katha bắt đầu phải én giò. Vâng, núp luôn vào phía sau cánh rừng. Tê của Hitty biết là bắn đau. Nhưng mà về cơ bản... Vâng, thực tế cũng chết rồi. Tôi tưởng con giò đứng trên dốc chọc xuống còn đau hơn. Nhưng ai dè. Cũng thuộc hạng vừa vừa thôi. Vâng, cặp P. Ôi, chẳng phải mức như vậy sao, nhà lại kín. Vẫn cặp P. Một bài mà phân bố tài nguyên không tốt dành cho tuyển thủ No 1 để có thể kích bánh xe luôn. Vì vậy No 1 vẫn phải cặp P. Khả năng bị ăn công ca cũng là tương đối cao. Nhưng nghĩ rằng Cooler Hitty mà có bánh xe rồi thì việc công ca cũng khó. Nếu không Cooler Hitty rỉa những con ca là cực kỳ nhanh. Bây giờ thì đang cố gắng đi vào dãy hàng BE, nhưng tôi nghĩ rằng cơ hội của Bất Liễu Tình ở trong trận thi đấu này đã bắt đầu hẹp lại dần. Sẽ có ca, tôi nghĩ là sẽ có ca thôi. Vâng, bánh xe và sau đó thì vẽ thêm ruộng. Không sót được nhiều nông dân, nhưng đây là một bài mà thủ P. Nhưng cũng chưa có một con phù nào được sản ra. Sẽ có ca đấy, để ý sẽ có ca. Cố gắng vẩy chiếc BE ở phía trong để những con cung lờ có 1-2 con ở phía ngoài. Triệt hạ con ca của đối phương, triệt hạ con ca đầu tiên của đối phương. Đó là điều nên làm và là tốt nhất. Và sau đó thì xử lý như thế nào tùy cái thủ nó một thôi. 30 dành cái thủ nó một, nhưng mà tham lai dường như là vẫn cần thôi. Đã bắt đầu có bánh xe rồi. Vâng, bắt đầu ca là dã. Đây là điều mà đã được tiên liệu trước. Vâng, con ca bị phủ luôn. Đó dường như là dấu chấm hết dành cho Bất Liễu Tình. Dường như là Bất Liễu Tình, đó là dấu chấm hết của Bất Liễu Tình trong trận thi đấu này. Bây giờ thì một lạng đà cũng gần ở phía trong. Đen BS và sau đó đóng thêm một chiếc BA nếu có điều kiện. Không thì đóng thêm một chiếc BS dưới này, ăn gỗ. BL thiết kế xây rất sát nhà đối thủ No 1. Ba mươi lăm trên 56 ở tham lai hôm nay đến từ game thủ No 1 vẫn chậm rãi đỡ nhà. Cung lờ nở ra vẫn chưa đẩy một con nào ra khỏi nhà. Bây giờ thì đen một chiếc BE và đẩy ra khỏi nhà, bắn nông dân của game thủ Bất Liễu Tình. Đen ra nên nhớ là phải bo lại ngay. Rồi đầu lượn ra phía ngoài luôn bằng năm một cung lờ. Tuy nhiên năm cung lờ thì vẫn rỉa được một con lạc đà thôi, nhưng game thủ No 1 chẳng muốn rút dây động rừng để làm cái gì. Đấy rồi, một con ca tiếp theo và nó lại nằm xuống. Công ca như thế đã là quá muộn. Một bài cái thủ No 1 đánh quá chắc bài. Thủ được con phù ở phía trong. Ờ dừng rồi. No 1 đã để ý điều này. Cũng là những pha vẩy e của cái thủ Bất Liễu Tình. Nhưng chừng đó là không đủ để làm cho cái thủ No 1 cảm thấy nào đúng. Và bây giờ thì cung lờ đứng ở phía trong và cung lờ Hitty. Đấy, chiếc BE đang bị chém vào, để ý. Vâng, lạc đà hù được cả lạc đà luôn. Cung tê ở phía ngoài. Vâng, họ đã bắt đầu áp dụng một cách linh hoạt hơn những chiến thuật của Việt Nam. 2-3 dành cho cái thủ Bất Liễu Tình.
Tỷ số là 2-0 dành cho cái thủ No.1. Mặc dù bất liễu tỉnh đã rất cố gắng, nhưng Kata và Hiti một thế bài kín như thế này, nếu đổi ngược lại thì có lẽ rằng cái thủ No.1 cũng chịu bó tay thôi. Và người Trung Quốc họ cũng đến vậy. Tỷ số là 2-0. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ 3. Chúc mừng game thủ No.1 đã có 2 chiến thắng đầu tay trước bất liễu tỉnh.